Why I still fall back to you? Và như thế này vì đây là một chú cương thi bị mất ngủ lâu ngày, mất ngủ thế nên là why I still fall back to you? Ta-da! Và đây là bộ quần áo mà Bống sẽ biến thành. Và hôm nay Bống sẽ trở thành một cô nàng người nhện. Sau khi hóa trang xong thì Bống có một cái lịch hẹn với cả các bạn TikToker ở Sài Gòn là sẽ cùng nhau đến một cái trung tâm thương mại để mà cùng quay TikTok với nhau. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đi quay TikTok nha. Let's go. Mọi người ơi, bây giờ mình đi quay nhưng mà trời mưa quá là to. Thế này không biết là quay kiểu gì luôn. Mọi người thì đang có mặt ở hết đấy rồi thì chắc là cả lũ sẽ vào trong mo để mà quay chứ sẽ không thể quay ở ngoài nữa. Rồi và hiện là bây giờ để chúng ta cùng đi tìm biệt đội TikTok xem là biệt đội TikTok sẽ hóa thân thành gì nhá, đi thôi. Đây là mặt trăng, mặt trăng đây máu chảy về tim thứ bảy
reason why. Why I still fall back to you. Dân châu Á đã đi vô ba, hai tay tao phi đô la. Mấy em gái phải đứng xếp hàng vì tưởng tao cháu của Tokuda. Tao chọn là ngoan. Okay, till something in me changed. Don't know why. Don't know why. You got me high, but I'm sober. You made by myself. I should be free, but I'm hoping that we could be something in the end. Something more than friends. For one another, you and I. You and I.